Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Sách và Cuộc Sống. Thưa quý vị, trong những năm gần đây, những cụm từ như thai giáo, easy hay là những phương pháp ăn dặm là những cụm từ vô cùng quen thuộc đối với các bậc cha mẹ. Đây là những phương pháp giáo dục giúp các bậc phụ huynh có thể chăm sóc và giáo dục con trẻ từ sớm. Và trong chương trình Sách và Cuộc Sống ngày hôm nay, chúng tôi muốn giới thiệu tới quý vị và các bạn một cuốn sách như vậy với tên gọi Dù chồng thai giáo của tác giả Phạm Ngọc Thắng. Thai giáo, theo cách hiểu đơn giản, là các hoạt động để giúp thai nhi phát triển tốt ngay từ khi còn trong bụng mẹ. Bằng nhiều cách khác nhau, người mẹ sẽ truyền tới thai nhi chất dinh dưỡng, trí tuệ và cảm xúc. Ba yếu tố này ảnh hưởng trực tiếp tới sự phát triển của thai nhi cả trước và sau khi ra đời. Dù chồng thai giáo được viết bởi một ông bố IT, viết về những trải nghiệm từ ngày đầu tiên biết đến thai giáo và quá trình tác giả thực hành như thế nào, lôi kéo bạn bè ra sao, xây dựng lên app Mommy Baby, nơi giúp hơn 150.000 mẹ bầu trên khắp Việt Nam sử dụng thai giáo cho con mỗi ngày. Và chứa đựng cả những câu chuyện thú vị về hành trình thai giáo, những tâm tư, nỗi niềm, trăn trở vô cùng đa dạng của các ông bố, bà mẹ với những hoàn cảnh khác nhau. Xuyên suốt cuốn sách có sử dụng họa tiết mandala. Mandala là một hình tròn với những chi tiết đơn giản hoặc phức tạp, biểu thị vũ trụ thu nhỏ. Mandala gắn liền với Phật giáo, tượng trưng cho sự hoàn hảo, tròn đầy, viên mãn. Cuốn sách sẽ có những bức tranh tô màu mandala giúp mẹ thực hành thai giáo bằng mỹ thuật. Hoạt động này giúp mẹ bầu và thai nhi thư giãn, đồng thời giúp tăng sự thông minh và khả năng cảm thụ nghệ thuật của con khi ra đời. Thưa quý vị, để cùng tìm hiểu rõ hơn về cuốn sách Dù chồng thai giáo cũng như những bài học, những kiến thức hấp dẫn mà tác giả muốn gửi gắm thông qua cuốn sách này, chúng tôi mời quý vị và các bạn gặp gỡ khách mời của chương trình. Xin được trân trọng giới thiệu anh Phạm Ngọc Thắng, tác giả của cuốn sách Dù chồng thai giáo. Lời đầu tiên xin được cảm ơn anh đã dành thời gian tham gia chia sẻ với chương trình ngày hôm nay. Xin chào Huyền Phương, xin chào quý vị khán giả. Thưa anh Ngọc Thắng, trước tiên thì anh có thể chia sẻ là anh biết tới thai giáo từ khi nào thưa anh? Thai giáo thì đến với mình rất là tình cờ. Và thai giáo thì đã xuất hiện rất là lâu, cách đây khoảng 3.600 năm ở Trung Quốc. Sau đó thì lan ra nhiều nước khác nhau. Ở Việt Nam thì thai giáo mới chỉ xuất hiện trong vài năm trở lại đây. Ngày trước thì khi mà vợ chồng mình thai giáo cho bé heo là bé đầu tiên của gia đình mình ấy, thì hồi đấy thì thực sự là mình cũng chưa hiểu thai giáo là gì. Đợt đó thì mình vẫn còn đang đi làm. Và mình rất là thấy kỳ lạ khi mà hàng ngày thì vợ mình có mở nhạc cho con nghe, lên YouTube và mở nhạc cho con nghe. Và mình thấy rất là kỳ lạ là sao một đứa bé ở trong bụng, lúc đấy chỉ có vài tháng thôi mà đã có thể nghe và hiểu được. Nhưng mà có một cái kỳ diệu nữa là sau khi mà con mình ra đời thì bé đã nhún theo đúng cái điệu nhạc mà của cái bài hát mà ngày trước mẹ bật cho con nghe ở trong bụng. Thì từ đợt đó thì mình mới thấy cái sự kỳ diệu của thai giáo. Và bọn mình mới bắt đầu tìm hiểu và mình áp dụng thai giáo cho con mình trước. Sau đó thì là mới làm app Mommy Baby để giúp cho khoảng 150.000 mẹ thai giáo. Bản thân là một người đã được trải nghiệm trực tiếp cũng như có cơ hội gặp gỡ rất nhiều các bậc cha mẹ. Vậy thì anh Thắng thấy rằng là vai trò của người cha trong việc chăm sóc con trẻ có vai trò như thế nào ạ? Thực ra thì khi mà mình nói chuyện với cả rất là nhiều mẹ bầu á, thì có một câu mà các mẹ rất là hay hỏi đấy là chồng em có cần phải thai giáo cùng em không? Và làm như thế nào để chồng em thai giáo cùng em? Hoặc là có rất là nhiều mẹ đơn thân, họ không có chồng ở bên cạnh và họ mong muốn là nếu như mà em không có chồng em tham gia thai giáo cùng thì có ảnh hưởng gì đến thai giáo không? Đó thì có thể thấy là trong cái hành trình không chỉ là mang thai đâu mà hành trình nuôi con sau này nữa thì người cha, người chồng có vai trò rất là quan trọng và không thể thiếu được khi mà thai giáo. Thì trong thai giáo thì có rất nhiều các hoạt động mà cần đến sự tham gia của người cha, của người chồng. Đó thì khi mà thai giáo thì nó sẽ thắt chặt cái tình cảm vợ chồng và con cũng sẽ cảm nhận được những cái tình yêu thương của bố ngay từ khi còn trong bụng mẹ. Thưa anh Ngọc Thắng, là một người đã trải nghiệm cũng như có cơ hội tiếp xúc với rất nhiều những bậc cha mẹ thì anh thấy rằng là thai giáo có tác dụng như thế nào trong việc giáo dục sớm cho trẻ, và anh có thể giới thiệu một vài những trường hợp cụ thể đã giúp cho chúng ta thấy rằng là thai giáo đã đem lại hiệu quả rất lớn cho sự phát triển của trẻ ạ? Thai giáo thì cũng khá là mới ở Việt Nam nên có thể mọi người sẽ hiểu nhầm thai giáo là giúp sinh ra những đứa trẻ rất là thiên tài hoặc là làm nhau đấy để cho con mình sinh ra rất là thông minh, đột phá rồi ngoan ngoãn. Nhưng thực ra thì thai giáo, cái quan trọng nhất của thai giáo ấy chính là tình yêu thương của người mẹ, của người bố truyền cho con. Và khi mà có những cái tình yêu thương đó ấy, thì sẽ giúp con phát triển tốt và có một cái thai kỳ rất là khỏe mạnh, trọn vẹn. Và người mẹ được trải nghiệm một cái thai kỳ, một cái hành trình mang thai rất là thú vị. Đó là cái quan trọng nhất của thai giáo, chứ không phải là thai giáo để giúp cho sinh ra những đứa trẻ thiên tài. Cái thiên tài hay không thì nó rất nhiều yếu tố. Có những câu chuyện vui mà khi mình nói chuyện với các mẹ về thai giáo ấy, thì có những mẹ thậm chí là rất là bận khi đi làm, các mẹ cho con nghe nhạc trên ô tô, các mẹ lái xe rồi cho con nghe nhạc trên ô tô,
hoặc có những mẹ là công nhân ở những khu xây dựng, khu công nghiệp, và các mẹ đi làm cả ngày nhưng mà vẫn mang theo điện thoại, mang theo tai nghe để có thể khi rảnh là có thể cho con nghe nhạc, cho con nghe chuyện. Tức là họ cũng đánh giá được một cái sự quan trọng của thai giáo rất là nhiều, và họ mong muốn là dành những gì tốt nhất cho con. Thì có những cái hoàn cảnh khác nhau của những mẹ khác nhau thai giáo, thì có những người thì có điều kiện, có người không có điều kiện. Nhưng mà có một cái mà không thay đổi giữa tất cả các gia đình, đấy là cái sự yêu thương mà họ dành cho con của họ. Thưa anh Ngọc Thắng, trong phần đầu nói chuyện cũng như là ở trong cuốn sách thì anh đã từng chia sẻ đó là khi thấy vợ mình cho con nghe nhạc từ lúc còn 4 tháng thì anh đã hỏi là con còn nhỏ thế liệu là có hiểu hay không? Và đây có lẽ cũng là thắc mắc chung của rất nhiều những bậc cha mẹ lần đầu có con, liệu là thai nhi có hiểu được những cái thai giáo sớm của chúng ta hay không ạ? Và nếu có thì anh Thắng có thể kể về một vài trường hợp cụ thể mà anh đã gặp và chứng minh rằng là có con nhỏ có thể hiểu những cái thai giáo từ rất sớm ạ? Thực ra thì bắt đầu với nhạc thai giáo là việc rất là phổ biến, bởi vì là khi mà nhắc đến thai giáo thì đa số là các mẹ nghĩ là lên mạng cho con nghe nhạc. Thì bởi vì nhạc thai giáo là cái rất là phổ biến và rất là nổi tiếng, cứ nhắc đến thai giáo là mọi người sẽ cho con nghe nhạc Mozart, cho con nghe nhạc giao hưởng. Đấy, từ ngày xưa là đã như vậy rồi. Nhưng thực ra nhạc thì chỉ là một phần rất nhỏ trong thai giáo thôi, và thai giáo thì có khoảng từ 280 ngày thì đâu đó nó khoảng hơn 3.000 hoạt động chia đều cho tất cả các ngày mang thai. Theo cái sự phát triển của thai nhi ấy, từng tuần ấy, thì các cái giác quan của thai nhi sẽ phát triển theo từng tuần, và mỗi một tuần thì sẽ có một vài cái giác quan của thai nhi phát triển, và em bé hoàn toàn là cảm nhận được những cái tác động từ bên ngoài của mẹ, và khi đó thì khi mà thai giáo ấy, thì em bé hoàn toàn tiếp thu và có thể hiểu được những gì mà mẹ làm. Có những câu chuyện và những cái bằng chứng mà trên thế giới họ đã làm và họ thống kê, ví dụ như là khi mà sinh ra bố gọi tên con trong lúc mà thai giáo, trong lúc mà mẹ vẫn đang mang bầu, bố thai giáo cho con bằng cách là gọi tên. Thì khi mà ra đời thì đứa trẻ, khi mà bố gọi tên, em bé đã quay đầu ngóc nhìn theo cái hướng của bố gọi. Thực ra là hồi mà bọn mình bắt đầu thai giáo ở công ty ấy, thì có lập một cái hội, gọi là hội các ông, hồi đấy không hiểu sao rất là nhiều anh em ở công ty là vợ cũng đang mang bầu. Thế là mới lập một cái hội thai giáo để anh em thử xem là có thật hay không. Thế là cũng có một trường hợp là vợ sinh ra và khi mà gọi tên cái đứa con thì là đứa con đã quay đầu lại. Thực sự nó là cái rất là kỳ diệu. Và mình nếu như mà không chứng kiến thì mình sẽ không bao giờ tin là thai giáo có thật và thai giáo nó lại hay như vậy. Thế nên mình đã quyết định là mình dành rất nhiều thời gian cho Mami Bambi và viết quyển sách này. Vì thực sự là lúc mà bọn mình mới tìm hiểu về thai giáo ấy, nó rất là cảm thấy nó rất là mông lung, nó là khó. Nó như kiểu một cái giáo phái nhiều hơn là một cái các cái hoạt động thực ra nó rất đơn giản và mình có thể làm nó hàng ngày. Chị Thúy Linh biết đến thai giáo từ khi mang bầu bé lớn. Với bé lớn, chị áp dụng các bài tập thai giáo để tăng cường sự kết nối giữa bố mẹ và em bé. Hiện đang mang bầu bé thứ hai, chị tiếp tục thai giáo cho bé dù mới mang bầu 3 tháng. Từ những cái tuần đầu tiên khi mà biết là mình mang thai thì đã chú ý hơn về việc là ăn gì, uống gì để phù hợp với cả bạn ấy, để phù hợp với lại cơ thể của mình, để tạo cho mình một cái cơ thể thoải mái nhất trước đã. Từ tuần thứ 10 trở đi thì mình bắt đầu là có sự massage này, massage bụng, vì thời điểm đấy các bạn cũng bắt đầu có những cái cảm nhận rồi. Nó thành một thói quen rồi, bây giờ mình cái gì mình cũng nói chuyện ấy. Nên là từ bạn đầu tiên đã thấy đến bây giờ mình cũng nói chuyện, mặc dù là thời điểm này chưa chắc là bạn ấy đã phát triển về tính giác đâu, nhưng mà nó cũng là một cách. Thông qua quá trình thai giáo, bố mẹ có thể tác động tới thai nhi thông qua 5 giác quan. Bé Nơm, bé lớn của chị Thúy Linh cũng được mẹ hướng dẫn trò chuyện với em để tăng cường sự gắn kết giữa hai anh em, giúp bé Nơm không bỡ ngỡ khi được lên chức. Bởi vì mình có bé thứ nhất rồi, và để xây dựng cho tình cảm của bạn ý với lại em luôn ấy, nên là nó lại mình phát triển thêm. Thai giáo của mình nó không quá là sách vở, mà mình lại cho bạn thứ nhất là tương tác với em nhiều hơn, cho bạn ý nói chuyện với em giống như là mẹ nói chuyện với em, để bạn ấy sao bạn không bỡ ngỡ. Mắt, mũi, tai, miệng và cảm xúc. Sự kết nối này giúp bé yêu hình thành nhịp sinh học, dễ hòa nhập với cuộc sống bên ngoài bụng mẹ. Thai giáo không phải là để sinh ra những đứa trẻ thiên tài hay thông minh vượt trội. Thai giáo là sự gắn kết giữa cha mẹ và con cái. Thai giáo là cảm xúc của mẹ và sự ân cần của cha, tăng thêm tình yêu thương giữa mỗi thành viên trong gia đình.
Xin được quay trở lại với chương trình Sách và Cuộc Sống, giới thiệu cuốn sách Dù Chồng Thai Giáo với khách mời của chương trình, anh Phạm Ngọc Thắng. Thưa anh Ngọc Thắng, có thể thấy rằng là với cuốn sách này thì ý tưởng thiết kế cuốn sách xuyên suốt đó là họa tiết mạn đa la. Anh có thể giới thiệu với độc giả ý nghĩa rõ hơn về họa tiết này cũng như là lý do vì sao mà anh lại lựa chọn thiết kế này cho cuốn sách của mình ạ? Mạn đa la là một họa tiết trong đạo Phật. Nếu mà lên mạng tìm từ khóa pregnancy mandala thì sẽ ra rất là nhiều cái họa tiết mà các bà bầu vẽ hình mandala lên bụng, sau đó là chụp ảnh. Mandala thì đã được dùng trong rất là nhiều cái họa tiết ngày nay. Nó biểu thị cho một cái vũ trụ tràn đầy sự viên mãn, sự trọn vẹn. Và khi mà mandala tượng trưng cho một cái sự gọi là khi mà mang thai, mandala tượng trưng cho sự viên mãn, trọn vẹn của người mẹ dành cho người con. Thì trong cuốn sách này thì mình có dùng cái họa tiết mạn đà la để trang trí cho cuốn sách và cũng như là trong các bức tranh tô màu thai giáo mỹ thuật. Thì đây là một cái hoạt động mà giúp cho người mẹ rất là thư giãn. Ở gần đây thì vài năm gần đây thì cái hoạt động tô màu ở trong sách tranh là một cái hoạt động mà cũng khá nhiều người yêu thích. Và khi mà tô màu thì mang lại một cái cảm giác rất là thư giãn. Và đó là cái ý nghĩa mà khi mà các mẹ bầu cảm thấy stress hoặc là cảm thấy rất là nghén, rất là khó chịu thì có thể lấy màu ra và tô lên các cái bức tranh thì sẽ tạo ra một cái cảm giác rất là thú vị, cảm giác rất là giải tỏa được cái sự vất vả của hàng ngày. Và thai giáo mỹ thuật thì giúp cho em bé có sau này có những nhiều cái khả năng về nghệ thuật. Bên cạnh việc giới thiệu cung cấp những kiến thức về thai giáo thì trong cuốn sách này anh Ngọc Thắng cũng đã giới thiệu rất nhiều những bài tập để các bậc cha mẹ có thể thực hiện hàng ngày. Vậy nếu để chia sẻ một vài bài tập cụ thể và dễ làm nhất thì anh sẽ chia sẻ những bài tập nào ạ? Có rất là nhiều bài tập mà nếu mà được kết hợp cả hai vợ chồng thì nó sẽ rất là hay và rất là đơn giản. Ví dụ như là nói chuyện với con, gọi tên con. Tức hai vợ chồng có thể ngồi cạnh nhau, sau đó là xoa bụng và sau đó gọi tên con, đặt cho con một cái tên ở nhà rất là dễ thương. Ví dụ như bé nhà mình tên là bé Heo thì có thể bố có thể gọi là Heo ơi, bố đây, con có thấy tay bố không, đang xoa bụng con, bụng mẹ không, con có cảm thấy bàn tay của bố không đó. Hoặc là có những hoạt động mà bố mẹ có thể hát cho con nghe đó, thay giáo âm nhạc cùng nhau hát, hát karaoke cũng là rất là tốt, không chỉ là nghe nhạc. Thưa anh Ngọc Thắng, sau thời gian tìm hiểu về thai giáo cũng như là áp dụng thai giáo cho con của mình thì anh đã phát triển ra ứng dụng Mabi Mabi. Vậy thì anh có thể chia sẻ rõ hơn về ứng dụng này cũng như là cách vận hành của ứng dụng ra sao ạ? Khi mà mình mới tiếp xúc với thai giáo ấy, thì mình thấy hay thấy vợ mình lên YouTube để nghe nhạc thì thấy rất là bất tiện, bởi vì là nhạc chỉ là một phần rất là nhỏ thôi. Trong đó thì thai giáo có khoảng hơn 3.000 hoạt động, trong đó có chuyện, có nhạc, có game thai giáo, có các hoạt động xoa bụng, thai giáo ánh sáng, nói chung là rất là nhiều hoạt động. Và nếu như mà ngày nào cũng lên mạng để tìm xem là hôm nay nên làm hoạt động gì ấy, thì sẽ rất là mất thời gian và cảm thấy rất là ngại. Thế là mình đã làm những cái app đó, thì ban đầu thì thiết kế để cho hai vợ chồng dùng. Mà sau một thời gian thì app đấy đã lên đến khoảng 50.000 người dùng. Và mình thấy là nhu cầu về thai giáo của các mẹ rất là lớn và các mẹ thực sự là cần một cái app, một cái trên điện thoại rất là dễ dùng để cho mọi người có thể thai giáo hàng ngày. Chỉ cần mở app ra và làm theo các hoạt động đã được thiết kế sẵn trong suốt cả hành trình mang thai là có thể thai giáo được. Vậy thì thông qua cuốn sách này thì anh Ngọc Thắng muốn gửi gắm những thông điệp gì tới các độc giả của mình, đặc biệt là các bậc cha mẹ đang chuẩn bị đón đứa con đầu lòng ạ? Mình không phải là chuyên gia về thai giáo. Mình chỉ thấy là thai giáo thực sự nó có một cái tác động rất là diệu kỳ đến cả mẹ, cả con, cả gia đình. Và nó giúp tăng cường cái tình cảm gia đình rất là tốt. Mặc dù là nó đây hoàn toàn không phải là một cái liệu pháp y khoa hay là một cái liệu trình điều trị mà tất cả các bà bầu đều phải áp dụng. Nhưng mà thực sự nếu mà có thể áp dụng thai giáo thì thực sự nó là một cái duyên và một cái điều kỳ diệu mà không phải bé nào cũng có may mắn mà được đón nhận ngay từ khi còn trong bụng mẹ. Thế khi mà mình đã hiểu nó rồi thì mình rất là mong muốn là thai giáo có thể phổ biến được đến nhiều hơn nữa cho các mẹ bầu. Thực sự là nó không hề có một cái tác hại gì cả. Nó chỉ là một cái các cái hoạt động mà giúp cho cả mẹ cả con đều cảm thấy phát triển rất là tốt và tinh thần rất tốt, và sẽ có một cái thai kỳ, một cái hành trình mang thai rất là thú vị, lý thú. Một lần nữa xin được trân trọng cảm ơn anh Phạm Ngọc Thắng đã dành thời gian tham gia chia sẻ với chương trình ngày hôm nay, và hy vọng rằng là với những thông tin trong cuốn sách Dù Chồng Thay Giáo cùng ứng dụng Mami Baby thì các bậc cha mẹ đang chuẩn bị đón đứa con đầu lòng của mình sẽ có thêm những kiến thức bổ ích để có một hành trình làm cha mẹ thật thú vị và hạnh phúc ạ. Cảm ơn Huyền Phương, cảm ơn quý vị khán giả. Thưa quý vị và các bạn, chương trình Sách và Cuộc Sống ngày hôm nay hy vọng tiếp tục giới thiệu tới quý vị và các bạn thêm một cuốn sách hay và ý nghĩa. Tới đây, thời lượng dành cho chương trình cũng đã kết thúc. Cảm ơn sự quan tâm, theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại!